Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Phạm Tuấn xin chào anh chị em và đồng đạo thân mến. Hôm nay đến cửa khẩu Long Bình quý vị. Đây là cửa khẩu Long Bình với Việt Nam Campuchia đang vậy quý vị. Đây bữa nay bà con cô bác đang lấy măng ghi quý vị, cây măng ghi về Cây cho măng nhà ghi thuốc từ ngon quá thiện. trời. Hẹ 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 hẹ. À. Đây là Long Bình, đoạn Vĩnh Quang lên lấy thuốc trên Long Bình, cửa khẩu Long Bình ngay cửa khẩu luôn. Quý vị giờ cây này uống vô mắt gan. Ai cần xin có số điện thoại trong đó đó, điện alo cho anh Tấn Vlog cho xin một like nha. Một Một lượt đăng đăng ký, ký, một like. một lượt đăng ký, một like quý vị ơi. Ở tiên đi, Đây từ thiện Việt Nam, đoàn Vĩnh Quang đây. Đoàn Vĩnh Quang đi kiếm Việt Nam đây. Để xin đâu cây bốn cây. hai bốn năm người làm hết cái đám này coi. Mình chào uống cà phê. Này quý vị ơi, cô chú bác đang lấy quý vị, lấy cây măng ghi nè bằng gì, cây này bằng cây măng ghi vàng đó quý vị, về cho nhà thuốc cô chú Tư ngoan ở dưới Bình Thủy Bình Mỹ á, về đặng cho bà con người ta Bình Thủy Bình Mỹ. hút về bị bệnh gan á quý vị. Dạ, núi dài đó có đường, đường lên có đi chạy xe được mà có căng á. Nó có đâu, có đường đó đi đường dễ mà. Trong Nam á hả? Thì nói trong Nam cũng có thứ một cái đâu đó, cái núi dài đó. Ừ. Thì nào ấy mua gì ở đây gần xịt bên mà. Không, mình còn đá mà chưa nghỉ mệt mà chưa tập trung gì hết trơn á. Dạ. Này quý vị, bà cô bà chú bà thím đây nó đó bà Tư Lan á quý vị, biệt danh là bà Tư Chuột. Chuột là chuột Cống Lan á, chứ không phải là chuột Lắc luôn nghe quý vị. Bà biệt danh của bà nói bà Cống Lan thì nói còn con Cống Lan. Ừ. Đấy quý vị, đây cây dài dài không quý vị. Mẹ này 70. Cái dù bảy màu luôn đó. Cái gì ơi? Giờ lên núi luôn bảy màu. Đây là quý vị, đây là cái cửa khẩu của Long Bình nha quý vị. Đây là một cái khu chợ mà cái khu trái cây quý vị. Giờ giao thương giữa Việt Nam và Campuchia quý vị. Đây là quý vị, rộng lớn luôn. Đang em Đoàn Vĩnh Quân đi lấy màng ghi quý vị, đi vô cái khu công nghiệp. Quý vị. Đây là một cái khu dừa trái cây quý vị. Giữa hai bên. Bên này và bên này của mình là bên Việt Nam quý vị. Qua bên kia mới là cửa khẩu, có qua bên kia là Campuchia quý vị. Đây này quý vị, anh em đi vô lấy dọc đường quý vị. Bó bó gì nè. Nói gì, bó bó gì đó. Đó là cửa khẩu nha quý vị. Nè,
Mời các bạn ăn cơm cùng đội Vĩnh Quân chúng em nha. Đây quý vị, cơm mà này là mắm nha quý vị, mắm chay. Nãy sao bao chịu đem bà sáu chịu đem đũa. Nãy đưa chồng bao với đủ không nhẵn? Nãy đưa chồng bao với đủ không? Bà con cô bác ăn cơm nha. Đây có ông này là độc lạ nhất luôn quý vị. Anh tao uống bằng ly bằng bọc không, ông uống bằng bằng keo bằng hộp mẫu quý vị, cà phê hộp mẫu ở ngoài nè. Anh dẫm đúng không? Cơm đây kìa, chú Vinh lại tới kìa. Đừng có sợ mắt chú Vinh, chú Vinh không có mắt đâu. Cơm chay ngon quá, ngon à. Đây nè, đưa qua quầy. Bà nội lắc ra đâu không đưa con bé. Cái gì bầu đó bố, đi không? Cơm dữ nè quý vị, bữa nay bà con cô bác đang nhổ màng ghi quý vị. Màng ghi thì uống trị bệnh gan quý vị, nhổ về cho nhà thuốc của chú Tư, chú Tư cũng hốt cho bà con. Giờ quá bệnh rồi không quay được, tới giờ mới quay được chú ơi. Chú này chỗ nào vậy chú? Cái này hả? À, chợ nông sản ở Long Bình. À, quý vị nào mà cần cái củ bạc Hà Núi thì liên hệ với em là 0919 092 638 quý vị. Bạc Hà Núi. Nhổ lên chuối nhổ xuống. Cố gắng như quý vị ơi, cho nó hết rồi về quý vị ơi. Giờ này là 11 giờ trưa quý vị. Nó xe bên đó là xe của chú Tư Ngoan quý vị, đang lên thuốc quý vị. Nó đang dắt lên vải quý vị. Bà đó bà ngộ ngay gần cái bao mà bà đội gì đó quý vị. Quý vị nào mà cần bạc Hà Núi quý vị liên hệ với em nha. Nấu thí ở đây đi. Ở đó mình có nữa kìa, mấy cái đó ủng ủng cũng bó, bó hay bó không. Hôm nay là giờ này là 11 giờ mấy với nhiêu? 11 giờ mấy gần 12 giờ rồi.
lấy đi quý vị ơi, dán đi quý vị ơi, cần tới đó quý vị ơi. Dạ dạ dạ, viết kia quý vị ơi, cần tới quý vị ơi. Ai thì quý vị Bạc Hà Núi, quý vị bà con bị trị bệnh ung thư, vậy ung thư Bạc Hà Núi uống với la cây lưu đủ quý vị, 200 gram Bạc Hà Núi, 200 gram 250 gram Bạc Hà Núi, 250 gram lá lưu đủ quý vị, mà uống 4 chén cái nào cũng vậy, nấu riêng 4 chén Bạc Hà Núi. Nấu còn 1 chén, 4 chén lưu đủ cũng còn 1 chén, mà uống lá lưu đủ nửa chén trước quý vị, rồi sau đó uống nửa chén Bạc Hà Núi, xong rồi trưa trưa cũng y chang như vậy, uống nửa chén Bạc Hà Núi, nửa chén lưu đủ quý vị. Bà con nào cần Bạc Hà Núi thì liên hệ với em 0919092638 quý vị. Đây anh em cô chú đang lấy quý vị. Dán ủng hộ đăng ký kênh cho mình mau được 1000 người đăng ký quý vị ơi. Ô A Di Đà Phật ạ. Đây là quý vị. Bà con nắng chưa giờ quý vị. À, cũng vẫn là sàng đi lấy thuốc quý vị. Vậy cái này là bằng bông trắng này chị. Bà thấy cái bông trắng chưa? Dạ. Hả? Dạ. Nè bà Tám. Mà cái cây này á là nó bị đột biến, cái nhánh khác nó lên mà không chắc. Đau liền. Đó, từ quanh đó. Dạ. Trời em cũng cái cây mình ghi này quý vị là trị mát gan quý vị, uống nấu uống nước uống quý vị. Mắc gan, sổ độc gan nữa quý vị. Ôm luôn đi. Thằng Ghi quý vị ơi. Thằng Hồng về đừng bên đây luôn hả ông Bảy? Không, dưới thay cái nậu gì luôn. Ở đâu lặng? Chị hả? Dưới kia về giữ luôn. Mày quý vị bà đoạn cũng ngon bữa nay đi lấy cho chú Tư quý vị. Đây hai lính đây, tài xế đây. Mày tài xế quý vị. Đó, tài xế của chú Tư nè quý vị. Đấy bữa nay được cũng này mình đúng được 100 không? Dạ mấy 200 bó, có nhỏ nhỏ 200 bó. Này giờ được cho mấy 200 bó bằng ghi quý vị. Bây giờ mình kết thúc ở đây, chào bà con và các bạn nha. Thấy video này có ý nghĩa thì cho mình một like, một được đăng ký cái quý vị. Xin chào các bạn.